Hello, xin chào các bạn, xin chào mọi người trên thế giới, từ Việt Nam cho tới hải ngoại. Xin chào từ miền Bắc tới miền Nam, miền Trung, ba miền đất nước của chúng ta. Hôm nay là một ngày sinh đây. Mình xin giới thiệu trước các bạn. Đầu tiên là mùa lễ Halloween đúng không? Ý à, có cái thằng nhóc nè, hay để ngoài sân, cái mình cho nó vô nhà, nó đứng, nó hưởng thụ cái không khí thanh cơ vinh với mình nè, nó cùng mình nấu cơm này đó. Đó, bà bận quần áo là tươm tất, mang giày mang dép, đồ ngon lắm này đó. Đó đó, giờ hôm nay mình nói về cái vụ đề tài này ra, nóng bỏng hơn chút chút nha. Các bạn có biết không, tất cả chúng ta ai cũng biết ăn cái trái bí hết, nhưng mà có một loại bí mà có người biết người không, giống như mình đầu tiên gì đó. Đầu tiên đâu biết trái bí lá dứa là gì, thế là đi lùng đi săn. Bí lá dứa thì gồm có hai loại nha, đây là trái bí lá dứa dài, nó lai giống củ bí lá dứa thường, còn đây là trái bí lá dứa tròn. Đó là cái giống nó như vậy nè, xong rồi mình đi mua, rồi mình về mình lấy hộ tự ương, sau đó là được giống đâu thôi. Rõ cái canh bí lá dứa đây nè, mà nó khác với bí thường là gì? Nấu canh lên nó có mùi thơm nhẹ nhẹ, không phải là hoàn toàn 99% lá dứa đâu nha, chỉ chút chút thôi, nhưng mà có một đặc biệt là bí nó dẻo với lại trong. Mình nấu canh bí lá dứa với lại chả cá. Rồi thứ hai nữa là mình dùng chả cá, mình làm hình trái tim nè, chiên hơi vàng hơi đen một chút, nhưng mà ngon lắm ơi bác bạn ơi. Còn chuyện một chút xíu đó là chuyện gì? Chuyện bánh tiêu. Hôm qua cái bánh tiêu của mình á, là cái hiệu này đã giới thiệu trên mọi người rồi, mà để lại hôm nay mình làm cái bánh tiêu nó vàng vàng chứ trong hình sao nó vàng, chứ ngoài nó đâu có nổi nào, mà cũng ăn ngon lắm á. Các bạn cứ thử làm đi, đâu chớ gì mà đi mua. Ăn bánh tiêu nè, ăn canh nè, rồi ăn chả cá hình trái tim nè, một bữa cơm bữa thanh đạm trong một ngày sắp nhà chủ nhật. Rồi xong rồi là mình bắt đầu mình nghỉ ngơi, rồi mình uống nước trà, rồi mình đi ra vườn. Công việc của mình là như thế đó. Đó, nhưng mà giới thiệu các bạn nhớ nha, bí lá dứa có hai loại nè đó, bí lá dứa tròn dài và bí lá dứa tròn tròn quay. Ai mà muốn thì đi săn đi lùng đó, mua về mà nấu ăn nó cũng ngon lắm, không có nổi nào đâu. Đó, xin giới thiệu các bạn vậy thôi nha, cho mình đệm mấy câu hát du dơ nha. Có ai đi về miền đất xa xôi, trời xanh mây trắng, sông lục bình trôi. Xong, hát dở quá thôi. Xin chào tạm biệt nha các bạn. Đó, ngắm lại một lần nữa, canh bí lá dứa là như thế đó. Với lại bánh tiêu là, chiên hơi hơi vàng, nhưng mà cũng ngon lắm. Đó, xong rồi thêm trái bí lá dứa đó, các bạn hãy thưởng thức đi nha. Xin chào, bye bye, tạm biệt, hẹn lại clip sau.